Thưa quý vị và các bạn, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội vừa tổ chức trao công trình nhân đạo tặng quà hộ nghèo tại thôn Tổng Trú, xã Cốc San, thành phố Lào Cai. Tại đây, đoàn đã trao 50 triệu đồng để xây nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Vi Thị Thương, là hộ gia đình khó khăn tại thôn Tổng Trú, xã Cốc San. Trao hỗ trợ công trình đường điện chiếu sáng giao thông nông thôn cho thôn Tổng Trú trị giá 40 triệu đồng. Tặng 31 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã. Đoàn cũng đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hỗ trợ trị giá 120 triệu đồng. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Lào Cai.